thường thường những cái bơ sáp khác á, những cái bơ khác nó đều có cái sợi vàng vàng, những cái chỉ đen á, đỏ đỏ, những cái chỉ đỏ đỏ đen 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 đây nè. À, nhưng mà cái bơ này là hoàn toàn không có trong con. À, một loại bơ rất là ngon. À, xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung Tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. À, thì hôm nay bên Trung Tâm Cây Giống chúng tôi muốn chia sẻ với bà con một cái loại bơ 034. À, một loại bơ trái dài mà hiện nay ở đồng bằng Cửu Long chúng ta đã có trái rất là nhiều nha bà con. À, loại bơ này thì cũng giới thiệu với bà con là nó cũng đã có lâu rồi, cũng như vùng Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum nó đã có lâu rồi. À, nhiều người đã điện hỏi về trung tâm, à, hỏi là cái bơ ở trồng ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta nó có ra trái hay không. À, thì cũng giải đáp cho bà con là vùng đồng bằng sông Cửu Long ra trái rất là nhiều nha bà con. À, hiện nay cho trái rất nhiều và hiện bữa nay thời điểm này là đang nhờ cho vào cái vụ chính. Thì muốn chia sẻ cho bà con về cái cây bơ sao cho nó chuẩn giống nhất, và thứ hai nữa là test cái cây bơ và giới thiệu cho bà con biết để bà con mà định hướng mà con đầu tư trong tương lai. Với cái một loại bơ 034 trái dài, nó là một cái loại bơ sáp nha bà con. Bơ sáp nó không có sợi ở trong luôn. Cái da nó xanh nè bà con, thấy cái trái nó rất là dài, dưới đây nó có một cái hột nhỏ như vậy thôi. Trên đây là hoàn toàn không có hột nè. Bà con thấy không? Thì cái bơ này là nó cung cấp rất là nhiều cái chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Thì bà con nào cũng từng ăn bơ đã biết rồi. Một cái lượng dinh dưỡng rất là cao, mà cái loại bơ này thì ăn rất là ngon nữa, ăn ngon hơn những cái loại khác nữa nha bà con. Thì đây là đặc điểm của cây bơ 034 nha bà con. Cây bơ 034 là thể loại ghép ghép mục nha bà con, ghép mắt nha bà con. Đó nè bà con nhìn thấy không? Có cái thể loại ghép nè. Thể ghép mắt ghép nè. Cái gốc này á, thì được ghép bằng cái bơ thực sinh. Cái gốc là được ghép vào một cái bơ thực sinh nè. Bà con thấy không? Cái bơ ở dưới thì người ta gieo bằng hột nè, bơ thực sinh gieo bằng hột vào nè. Đó, thì khi mà chúng ta ghép vào, chúng ta khi mà đủ cái giai đoạn, đủ cái thời điểm thời gian là khoảng 8 tháng đến 10 tháng thì bắt đầu chúng ta cắt cái đầu, chúng ta ghép cái bơ, ghép cái gốc bơ, cái lá bơ thật, cái lá bơ 034 vào. Đó bà con nhìn thấy không? Hai cái lá bơ 034 và cái bơ thư bà con nên tránh sự trầm lẫn nha. Cái lá bơ thực sinh nó khác cái lá bơ 034. Và nó khác với từng loại bơ khác, thì bên trung tâm có làm những cái video phân tích cây bơ cho bà con coi rồi. Thì bà con nào chưa nắm được thì bà con có thể quay lại những video trước để bà con xem và mình nhận biết được cây bơ 034 nó chuẩn giống như thế nào. Và bên trung tâm cũng có nhiều vườn, nhiều có quay nhiều vườn cho bà con và cũng giới thiệu chia sẻ cho bà con. Đó nha bà con. Đó. Thì cây bơ 034 này chúng ta trồng ở đồng bằng sông Cửu Long mà chậm nhất là 24 tháng cho trái. Mà cái mặt độ trái của nó rất là nhiều, rất là sai. Rất là sai nha bà con. Lô bơ này là chuẩn bị giao cho khách, tí xíu tôi sẽ lên xe giao cho khách mà giới thiệu thêm một cái chung của một cái ăn điểm cho bà con. Đây bà con thấy không? Đóng hàng đi xa thì đây bơ. Đây bà con, cây là nó phải đẹp, khỏe, mạnh. Thì đem về cho người ta trồng thì nó mới đảm bảo được nè. Phát triển. Bà con thấy không? Chồi một rồi nó đi hết luôn nè. Mấy cái chồi nè. Chồi non nè. Đi. Còn những cái quy trình trồng như thế nào thì bên trung tâm đều có chia sẻ với bà con. Rồi bây giờ thì chúng tôi sẽ test cái trái bơ 034 cho bà con coi. Ba trái này thì nó tầm khoảng khoảng ký 2 ký mấy. Ba trái này là khoảng 1 ký nha bà con. Ba trái khoảng 1 ký. Vậy là nó còn chưa. Ba trái này tầm khoảng 1 ký. Nói chung là trái này thì nó cũng chưa đạt lắm nha bà con. Nếu mà loại nhất thì nó còn bự hơn nữa, bự cỡ này, tầm này cỡ này lên nè. Nó đẹp lắm nha bà con. Thì mình test cho bà con coi để coi bà con biết ở trong cái ruột nó như thế nào, cái hộp nó nằm như thế nào, hộp nó nhỏ hay lớn, nó có sơi, nó có sợi hay không. Thì để bà con biết. Cái bơ này chúng ta có thể dầm nước đá ăn là chúng ta có thể ăn sống được, rất là ngon nha bà con. Đó. Đây là cái hộp nè, nó giới thiệu cho bà con là cái hộp nó nằm ngay đây nè. Ở trên này. Còn ở trên đây là hoàn toàn không có hộp nha bà con. Trên đây là hoàn toàn sáp nè. Đó. Đó, còn thấy không? Xẻ vô. Đó, bà con giờ thấy cái ruột bơ không? Cái ruột nè. Rất là ngon, cái hộp nó rất là nhỏ xíu luôn nha bà con. Đó, cái hộp nè. Bơ bây giờ thấy cái ruột sáp không? Ruột không? Nó mỏng vỏ ra tới màu xanh luôn. Ruột nó vàng, ăn nó rất là béo và ngon nha bà con. Đó, thịt nó không có một cái chỉ cọng chỉ sợi nào như là những cái loại bơ khác luôn. Bà con nhìn thấy không? Không, bơ sáp khác thì nó đều có cái cọng chỉ. Cọng chỉ ngay đây nè, cọng chỉ ngay đây nè. Thì chúng ta ăn chúng ta phải bỏ cọng chỉ ra, còn loại bơ này rất là ngon. Chúng ta nạo, chúng ta làm dầm nước đá hay là chúng ăn rất là dinh dưỡng mà nó không có chỉ nè. Đó nha bà con. Đó, thì chia sẻ với bà con cái màu sắc của bơ là như vậy và thực tế như vậy. Thì đây. Và cái lô bơ này thì muốn chia sẻ với bà con hiện trạng. Với bên trung tâm cây giống chúng tôi là có cung cấp tất có nhiều các loại số lượng lớn như cây bơ nha con. Nếu bà con nào muốn đầu tư cây bơ theo mô hình hữu cơ, theo mô hình khép kín hữu cơ thì bà con cứ liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại quen thuộc nè. Hai số điện thoại quen thuộc ở dưới dưới màn hình đó, để bà con
mà có thể kết bạn Zalo, có thể đến tham quan vườn trực tiếp ở trung tâm thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Đây hai số điện thoại là 0345679887, 0777, 40333 39. Hai số này chúng tôi đều có dùng Zalo nha bà con. À, để cho bà con có nào kết bạn Zalo thì bà con có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chia sẻ với bà con, gửi vị trí định vị đó bà con, để bà con có thể đến. Và đây là chúng tôi là một cái công ty liên kết phân hữu cơ quả cầu lửa 007 mình trồng rất là đạt nha bà con, rất là đạt. Thì Di chia sẻ với bà con, chia sẻ với bà con nè, phân hữu cơ nè, quả cầu lửa nè, một cái loại mà hữu cơ, hợp chất hữu cơ, nó có rất là nhiều cái hợp chất với nhau, xuất xứ tại châu Âu nha bà con, công nghệ là Nhật Bản. Bố bọc bao 40 kg thì một bao này chúng ta trồng được 40 cây, tỷ lệ giai đoạn đầu thì chúng ta bón lót mỗi một cây, mỗi một cây là 1 kg nha bà con. Ngoài ra thì bên trung tâm có xài cái humic nè, bà con nhìn thấy không, cái humic da băng nè của quả cầu lửa rất là tốt nha bà con, humic da băng quả cầu lửa đó, cái giải độc phèn, ngộ độc hậu cơ, ra rễ cực mạnh và chống ngạt rễ, tốt đất xanh cây đó, là một cái bạn đồng hành cùng bên trung tâm chúng tôi, luôn luôn sử dụng và luôn luôn đồng hành nha bà con. Ngoài ra còn có cái cung cấp thêm cái chung vi lượng, đó là cái fumat da băng cho cái cây lớn mà chúng ta cần, cung cấp thêm cái chung vi lượng, nó có 5 cái hợp chất vi lượng với nhau, để cho cây, giúp cho cái bộ rễ cây phát triển xanh tươi, tốt cho bà con. Ngoài ra còn có cái canxi bo nè, bà con thấy không, canxi bo là làm cho trái bóng trái đẹp trái nè, và chống rụng trái rất là tốt nha bà con, cũng của thương hiệu quả cầu lửa luôn. Còn nếu bà con nào muốn xài số lượng nhiều thì chúng ta dùng cái xô bọt đọt nè. Chúng ta dùng cái xô giọt đọt nè, giọt đọt này ra đọt cực mạnh nè, xung rễ nè, đánh thức những cái mầm ngủ, như tức là những cái mầm ngủ nào mà nó chưa bung ra được thì chúng ta xài cái này, để cho nó đánh thức ra nha bà con. Thì chúng ta xài số lượng lớn thì chúng ta không bình dùng cái humic nhỏ, thì chúng ta xài cái reo humic, chúng ta xài cái reo humic nè, thì nó cũng giống như cái hợp chất như vậy thôi, nhưng mà nó xô lớn nha bà con, nó tiện lợi cho bà con, tốt tốt cây, xanh lá là phì trái nè, lớn trái đẹp màu đẹp trái nè bà con, thì nói chung là nó có những cái thành phần ở trong đây hết, đều có thành phần. Đó thì bà con nào trồng số lượng nhiều thì chúng ta xài vậy. Trung tâm cây giống thuộc ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nằm đường 868. Vú sữa Hoàng Kim nè, bà con thấy không, là chuyên bên trung tâm là chuyên làm gì, tất cả các loại vú sữa Hoàng Kim hay nha bà con, nhiều tất cả loại. Và còn đây là cái cây Cherry Bagasin. Đó, Cherry Bagasin nha bà con, có cây lớn và cây nhỏ luôn. Cây thì nó đang sang bầu rồi, cây rất là đẹp nha bà con. Đó, chia sẻ với bà con luôn. Đó. Và còn ở đây nữa là cái chanh bốn ngón tay nha bà con. Chanh ngón tay thì cái giá trị dinh dưỡng nó rất là cao, cái ruột của nó, ruột cá nó tỷ lệ bây giờ khoảng 4 đến 5 triệu đồng một ký nha bà con, rất là cao kinh tế. Thì ngoài ra thì cái cây vú sữa Hoàng Kim chúng ta còn có cái cây lớn nè, bên trung tâm có cung cấp cái cây lớn nè, cái cây từ 4 tấc đến 60 tấc nè, từ 40 cm đến 60 cm nha bà con. Đó, cây là vô cái chậu lớn rồi, đẹp đó, cực kỳ nha bà con, để chia sẻ cho bà con thì tổng quan cho bà con biết luôn đó. Còn đây là cái lô bưởi ruby của khách ở Củ Chi, Thông An mà đang xả nắng cho khách nè, lô này là đang chuẩn bị trồng cho khách rồi nha bà con. Đó, rất là đẹp cực kỳ luôn nè. Bưởi ruby thì cũng như bưởi ruby thì bà con biết rồi, cái mặt dưới của nó đều có lớp lông mịn nè, cái cua cổ non của nó đều có lông mịn nè bà con thấy không. Cây bưởi thì rất là quả khỏe mạnh luôn. Đó, bà con giờ thấy không, cây nuôi cho khách nè, cây bưởi đẹp long lanh luôn đó. Bưởi ruby ruột đỏ nè, túp trên suy giảm nè, Thái Lan nè, xuất xứ từ Thái Lan và có trái rất là ngon nha bà con. Vỏ xanh ruột đỏ, ít hạt. Rất là ít hạt luôn. Còn đây là mít tố nữ, một cái loại mít mà quen thuộc với chúng ta hồi xưa giờ. Đó, ăn mà chúng ta lột cái vỏ ra, chúng ta có muối ở trong đó chúng ta ăn, rất là ngon, thơm. Đó, gốc mà con thấy đẹp không? Gốc là đẹp. Đó, mít tố nữ nè. Đó. Còn đây là mít thái siêu sớm. Mít thái siêu sớm thì được bên trung tâm chúng tôi sang bầu nè, sang bầu lớn nuôi là cây mà con đang nhòm thấy không? Cây mít này thì đưa ra môi trường mà con trồng thì thôi rồi luôn, khỏi cần phải nói nữa. Rất chi là đẹp. Thì bọc nhánh tàn dù rất đẹp, đô này còn khoảng mấy ngàn cây đó, con thấy không, rất là đẹp luôn nè, cây nè mọc chi mọc nhánh hết. Cây này bà con đặt xuống không phải nói chứ trong vòng 12 tháng rồi con có trái liền đó. Mít này rất là đẹp cực kỳ luôn nha bà con. Đó thì đây là cũng bên trung tâm là hiện nay là do tình hình dịch bệnh đó, là bên trung tâm chúng tôi là có đóng là đóng hàng, hoàn toàn đóng hàng cho khách bằng online. Online nha bà con, do tình hình dịch bệnh chung của thế giới, của nước Việt Nam và của tỉnh Tiền Giang mình nói chung. Thì bên trung tâm bây giờ chỉ nhận hàng online, giao hàng trực tiếp, nhưng mà hoàn toàn giao cho cây khách, cho khách đó, khách không cần đến trung tâm, chúng tôi phải lựa cây cho khách đó là hoàn toàn đẹp khỏe mạnh nè. Mở ra cho bà con coi nè, đó đây là cái Cherry Bagasin nè bà con thấy không. Khách không cần tới mà lựa cây cho khách nè bà con thấy không, cây nào cũng như cây nấy chứ không phải là vấn đề là khách tới hay là khách không tới, vấn đề khách tới nhà, khách tới cửa hàng
khu trưng bày hay không tới được đều không quan trọng. Quan trọng là bên trung tâm là cam kết với bà con là chuẩn giống cây lựa cho bà con lúc nào phải chuẩn đẹp. Còn khi mà ví dụ như chúng ta đóng hàng bằng shipper thì khi mà đi xa thì nó có cái vấn đề coi như là sơ sát qua một hai nó hơi xào lá hay là rụng lá chút xíu là một không, hoàn toàn không có sao nha bà con. Khi mà ở trung tâm chúng tôi á thì hoàn toàn lựa cho bà con cái cây là khỏe mạnh nè. Thì ví dụ như cái cây nó nằm trong thùng này nó đi nó đi cho bà con 4-5 ngày á thì ở trong đó nó có cái nó bị xào lá thì cái chuyện bình thường, nhưng mà cây chúng của bà con về để 2-3 ngày thì bà con dọc nó rất là khỏe mạnh nha bà con. Thì bà con nhớ là đóng hàng thì đóng rất là chuẩn và kỹ lưỡng nè bà con, thấy không? Đây là cái lũ Ấn Độ nè, đóng cho khách đó bà con thấy không, chừa cái độ trên cho nó thở ra để nó không bị nghẹt, không bị nóng ở trong đó. Đây là nóng thấy không, rất là nhiều đó. Và giới thiệu cho bà con biết là tiếp nữa là một cái lô bích là ruột đỏ sơ vàng của Indochina cho trái rất là sớm, hiện nay 18 tháng cho trái nha bà con, là gốc rất là đẹp nè bà con, giờ thấy không, gốc nè, gốc là phân chi phân nhánh hết đó. Còn cái gốc thì thôi rồi luôn, cái gốc là lắng gốc thì lắng minh luôn nè bà con, thấy không đó, mặt sau của lá nè. Về cái kỹ thuật là nhận biết cái cây bích ruột đỏ Indo và những cái loại bích khác thì bên trung tâm chúng tôi đều có làm nhiều cái video bà con có thể quay lại những cái video trước bà con coi. Bà con đây nè, gốc nè, mít nè, thấy không, cây nè phải từ học chi hết nè. Lô này thì còn 3.000 nha bà con, lô này thì còn khoảng 3.000 đó bà con coi nè, rất là đẹp nè, lá nè đó, lá nó bầu nè, thấy không, lá bầu ruột đỏ sơ vàng ăn rất là ngon. Thì bên trung tâm cũng có từng test trái cho bà con coi để cho bà con nắm được biết được cái màu sắc và cái vị ngon của nó như thế nào đó nha bà con. Đây lộ bơ này chuẩn bị đóng cho khách đó, đặc biệt là cái lộ bơ này rất là ngon nha bà con, quay lại nè. Rồi, tiếp tục đây đó, cái bơ này á thì chúng ta có thể ăn sống và chúng ta có thể làm nước đá chúng ta ăn. Đấy, giá trị kinh tế, giá trị dinh dưỡng của nó là rất là nhiều nha bà con. Rồi, nó mỏng cái vỏ luôn nè, lột ra mới trẻ thèm. Ủa mình lột hả? Rồi đó, thay mình vi phẫn đó bà con, thấy không, nó xanh, nó ngoài xanh này vẫn ăn được bình thường nha bà con, nó xanh này vẫn ngon. Nó béo, nó béo rất là ngon, không cần bỏ đường luôn nha bà con, nếu ai bị tiểu đường khó ăn được luôn. Bây giờ trẻ thêm một trái nữa cho bà con coi nha, để coi hai trái nó có giống màu sắc, nó có giống đặc điểm như cái trái đó vừa rồi không. Nó có một hộp thôi nha bà con, một hộp ở đây thôi, một hộp nhỏ thôi. Thấy không bà con, nhìn thấy không, rất là giống nhau, rất là ngon, không có sợi nào ở trong đó đâu. Thường thường những cái bơ sáp khác á, những cái bơ khác nó đều có cái sợi vàng vàng, vàng đỏ đỏ, những cái chỉ đen á, đỏ đỏ, những cái chỉ đỏ đỏ đen 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 đây nè. Nhưng mà cái bơ này là hoàn toàn không có nha con. Một loại bơ rất là ngon trên thị trường hiện nay. Bà con nhìn thấy không? Trái nó. Cái trái nó thì nó phải dài, phải dài như vậy thì mới gọi là đúng là cái bơ 034 này nha bà con. Thì đó là những gì muốn chia sẻ và test trực tiếp cái trái bơ 034 và chia sẻ với cái loại giống bơ 034 và một cái tổng quan của bên trung tâm cây giống chúng tôi. Thì bà con nào đã từng yêu mến kênh trung tâm cây giống, hãy bấm nút đăng ký, bấm nút chuông và bấm nút like để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất, hay nhất, hoàn toàn miễn phí từ bên trung tâm cây giống chúng tôi. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.